bốn mẫu váy 2 giây đã lỗi mốt, cứ mặc là xến. Chị em không nên sắm bốn mẫu váy 2 giây này kẻo mất điểm phong cách. Váy 2 giây được coi là ngôi sao của mùa hè. Không chỉ phù hợp để diện đi dạo phố, váy 2 giây còn góp phần tạo nên các set đồ du lịch ấn tượng hoặc outfit dự tiệc. Váy 2 giây tôn lên nét quyến rũ, nữ tính của người diện. Nếu lựa chọn và mix đồ khéo léo, chị em còn có được vẻ ngoài đầy sang trọng với váy 2 giây. Ngược lại, vẫn có nhiều kiểu váy 2 giây lỗi mốt khiến chị em mất điểm phong cách. Dưới đây là 4 kiểu váy 2 giây các nàng không nên sắm cho tủ đồ hè 2023. Váy 2 giây họa tiết dinh ham. Cách đây khoảng 4 đến 5 năm, trang phục họa tiết dinh ham chính là xu hướng được ưa chuộng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, món thời trang này đã lỗi mốt và vắng bóng trong những tấm hình OOTD của hội sành điệu. Do đó, nếu lựa chọn váy 2 giây họa tiết dinh ham, vẻ ngoài của bạn sẽ trở nên lỗi thời, thậm chí là xến sầm. Váy 2 giây họa tiết hoa nhí mới là xu hướng ở thời điểm hiện tại. Kiểu váy 2 giây này đem đến sự trẻ trung, nổi bật nhưng vẫn tinh tế. Với váy 2 giây họa tiết hoa nhí, bạn có thể phối layer với áo thun hoặc sơ mi trơn màu để tạo nên outfit ngọt ngào, thanh lịch. Váy 2 giây cốt tông. Váy 2 giây cốt tông rất nhẹ mát nhưng lại không được đánh giá cao ở sự chỉn chu, xịn mịn. Diện mẫu váy này, bạn có thể gây hiểu nhầm là đang diện đồ ngủ. Hãy ưu tiên váy 2 giây có chất liệu vải thô đũi, lụa hay voan. Các mẫu váy này đem lại cảm giác sang trọng và thời thượng hơn cho người diện. Để mặc đẹp mà không phải suy nghĩ nhiều, chị em nên ưu tiên váy 2 giây trơn màu trung tính, rồi kết hợp với các mẫu giày cơ bản như xăng đan quai mảnh, giày búp bê gắn nơ hay mun, váy 2 giây chấm bi to bản. Váy 2 giây họa tiết chấm bi là món thời trang chị em cần lựa chọn kỹ lưỡng. Bởi lẽ, váy 2 giây chấm bi to bản có thể khiến vẻ ngoài trở nên xến hơn và kém thời thượng. Nếu yêu thích kiểu váy 2 giây này, chị em nên chọn phiên bản họa tiết chấm bi mini. Đây là mẫu váy 2 giây ngọt ngào, trẻ trung mà vẫn có sự sang trọng. Vốn dĩ, váy 2 giây chấm bi mini đã nổi bật nên chị em chỉ cần chọn giày và túi xách đơn giản là có ngay outfit ấn tượng nhưng vẫn hài hòa, trang nhã. Váy 2 giây kẻ ngang. Váy 2 giây họa tiết kẻ ngang không phải là lựa chọn lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ hè. Không chỉ lạc mốt, mẫu váy này còn khiến vóc dáng trở nên to ngang, kém thanh thoát. Muốn trông nổi bật mà vẫn thanh lịch, trang nhã, chị em hãy thử diện váy 2 giây mang tông màu trung tính. Ngoài ra, những mẫu váy 2 giây xếp tầng cũng là lựa chọn lý tưởng nếu các nàng yêu thích phong cách nữ tính, yêu kiều.